mở quán cà phê ở Hà Nội. Liệu đó có phải là một canh bạc mạo hiểm? Starbucks trong tháng này đã có một bước đi mạnh bạo với việc mở 3 chi nhánh tại thành phố này, nơi có lẽ là một trong những thị trường nhiều thách thức nhất của hãng từ trước tới nay. Đây là nơi đặc biệt có lịch sử dài lâu, có bề dày trong việc thưởng thức cà phê, cả một di sản ở Hà Nội này. Bạn có biết không, rất nhiều thứ ở Hà Nội diễn ra quanh ly cà phê. Chuỗi cửa hàng cà phê của Mỹ đã hiện diện tại hai thành phố của Việt Nam. Thế nhưng, ảnh hưởng của cà phê Pháp vẫn rất đậm nét ở thủ đô. Hầu như con phố nào cũng đầy những quán cà phê, bán với giá chỉ chừng nửa đô la một ly. Một ly cà phê đen trong Starbucks thì giá chừng 2,6 đô la. Chúng tôi không quan tâm đến vấn đề cạnh tranh bởi vì chúng tôi đã có một cái số lượng bạn hàng. Có những người đã từng uống cà phê ở đây như cụ Đặng, là đến bây giờ là 61 năm. Và như hai bác ngồi ở trong này đều là những cái gọi là những cái phê thủ hạng nặng, đều là từ những 40 hoặc là 50 năm đã uống cà phê. Hôm khai trương, quán Starbucks đầu tiên ở Hà Nội đã rất tấp nập. Nhưng liệu điều đó có diễn ra được lâu bền không? Nhiều người Việt đã cảm thấy áp lực tài chính, còn kinh tế đất nước thì đang trượt vào cảnh nợ nần với tình trạng phá sản xảy ra với khá nhiều công ty trong lúc mức tăng trưởng năm ngoái ở mức thấp nhất trong 4 năm qua. Không phải ai cũng dư giả. Có thêm các cái loại hình có quán cà phê khác như là Starbucks thì không, cái thị trường cà phê sẽ vui hơn. Nhưng mà theo tôi thì, theo cá nhân tôi nghĩ thì cũng giống như bản thân tôi cũng chỉ thích ngồi cà phê Việt Nam thôi, cà phê nó vỉa hè. Starbucks hy vọng sẽ sớm có lãi ở Hà Nội. Nhưng chuỗi kinh doanh khổng lồ toàn cầu này có lẽ sẽ thấy đây không phải là điều dễ dàng gì. Sarah Toms, BBC News.